trống nó không có đèn. Có một hai phòng có đèn, mắt ông chưa tinh như muốn nhìn thì có một số phòng có đèn bên trong. Sao là làm khách sạn ở Nam Định nhỉ? Lạ thật, Nam Định có gì người ta đến chơi đâu? Lễ hội, lễ hội đèn trần nhiều chứ con. Nam Định xưa là một trong ba thành phố ở miền Bắc này. Cái cổng vào của nó cổng nào ấy, chứ cổng chưa. Đang nối vào khách sạn. Xem lại đấy nhá. Vâng. Chưa cần này.